Quý vị và các bạn đang được ngắm nhìn cặp loa tuyệt đẹp và sang trọng nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa Sequin Vega Modern ProTech PS15S2 La Mã. Với cấu hình trang bị 3 way trên cặp loa, công suất mạnh mẽ ở ngưỡng 1200W. Phong cách chơi các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại cũng như karaoke chuyên nghiệp ở những không gian phòng khách lớn mà quý vị sẽ không tốn kém tiền đầu tư xúc vật trầm. Trong đoạn nhạc tiếp theo thì xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng trải nghiệm thưởng thức một vài thể loại nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh. Quý vị sẽ thấy được rằng một trong những cặp loa trong phân khúc tầm tiền hoàn toàn khó có đối thủ để so đỏ. Ví dụ chúng ta thấy được rằng những cặp loa ở phân khúc 3-way bass 40, chung kèn gang và check kèn thì chúng ta so đỏ với cũng khá là nhiều các dòng loa. Và quý vị sẽ thấy được ưu việt của dòng loa nổi tiếng luôn được săn đón và ưa chuộng ở phân khúc vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke, và đặc biệt rằng cặp loa còn mới tinh như cũ tùng. Sự thể hiện ngọt ngào và chi tiết đến từng tiếng gõ của nhạc cụ như chúng ta đang được thấy trước máy quay, xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ California, Mỹ. Được trang bị với phần thùng gỗ bản ép bạch dương và được bọc da rất là sang trọng, trên cặp loa còn đang mới tinh như khui thùng, không thể đẹp hơn. So sánh với bất kỳ cặp loa Sequin Vega nào mà chúng ta từng thấy ở lại trên lãnh thổ Việt Nam, chắc chắn quý vị sẽ thấy rõ được một điều, đây là cặp loa đẹp xuất sắc, không có điểm để bàn luận. Với cấu hình trên cặp loa này thì chúng ta thấy được rằng nó được thiết kế sở hữu phần thùng gỗ bọc da siêu bền, gỗ bản ép chống nước cao 75, ngang 50 và sâu 43, nặng tới 68 kg, công suất ở ngưỡng 1200W cho cả đôi, trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 128 dB. Với phần thông số rất là ấn tượng và chúng ta thấy được rằng nó mang theo phong cách sang trọng và cũng là model đẹp nhất của hãng Sequin Vega. Với thiết kế 3 loa nổi tiếng của hãng gồm một bát siêu trầm 40, gân vải lụa tẩm dầu, xương đúc, nam châm tư trắng, ống hơi phi 100, thở về mặt trước, bởi vậy mang lại cho giải trầm rất là mạnh mẽ. Một quả trung kèn gang. Ở đây chúng ta thấy được rằng nó được thiết kế quả trung rất là to, bê nguyên một cái kèn này nặng nệ khệ củ 16, họng nối gang nối tầng, phía bên trong là họng gang và phía bên ngoài là họng composite giảm đanh chói. Thiết kế ưu việt hơn bất kỳ cặp loa nào khác về chế độ kèn, và phía bên phải là một quả check kèn biểu tượng logo Sequin Vega. Chúng ta cùng ngắm nhìn tiếp theo phía sau lưng cũng như phía bên hông. Bên hông của nó là logo và tay cầm rất đẹp và sang trọng. Sau lưng của nó được trang bị hai jack Newtrick, một cổng in và một cổng out. Rất là đơn giản, chúng ta chỉ vặn duy nhất một cái jack. Sequin Vega ProTech PS15S2 La Mã đến từ USA, mới nguyên tem cờ luôn. Quý vị chờ chú check cái máy này. Sequin Vega
Thông số thì tôi đã lướt qua phần thông số rồi, chúng ta ngắm nhìn xem độ mới của loa thôi. Mới thì quý vị đừng hỏi, không thể mới hơn đâu. Còn mua thùng xốp nữa thì sang Mỹ mua thùng xốp hoặc là mua tàu cửa bãi như thế này không thể mới hơn. Đó. Tôi luôn luôn phân tích và quay rất là kỹ ở cự ly cận cảnh. Ở rất là nhiều những anh em đang nhấp nhổm ở phân khúc chơi nơ mơ như là vừa ngủ dậy, hy vọng rằng là thích chơi những dòng loa Tây, đó, thương hiệu Tây, nhưng mà tiền lại ít quá, đó, lại rẻ, lại bèo bọt quá thì chúng ta đành chấp nhận chơi ôi dụ như là B3, RCF, rồi DK, hay là vân vân, mang thương hiệu Đức, rồi Italy, rồi Pháp, rồi vân vân, thập cẩm các kiểu Tây tàu. Đó, nhưng mà nói tóm lại là sản xuất tàu khựa. Ví dụ như là chơi những cặp ba quay, đó, tàu khựa đi chăng nữa mà cấu hình trang bị như thế này, đó, cứ ba quay và đẹp gấu như thế này, chắc chắn rằng nhiều cặp loa của nó còn đắt hơn nữa. Đó, anh em thấy được vài cặp loa công nghệ rồi anh em bán mấy cái dòng mang tiếng gắn cái thương hiệu Italy, phây to phây tiếc thì là bán đắt nòi. Đó, nhưng chất ở đâu ạ, độ bền ở đâu thì chắc chắn rằng trẻ trâu cũng phải biết. Đó, tôi phân tích gợi ý sơ sơ vậy thôi. Nhiều anh em thì tham ngan ngon bổ rẻ thì mua lấy cái thương hiệu Tây và chơi chất của tàu. Đó, giá tiền thì nó cũng gần xem với lại hàng nòi của Mỹ. Đó, những anh em sành chơi và biết chơi thì cứ Mỹ mà chơi thì này chơi cho nó phê, giá trị muôn thuở chẳng bao giờ mất giá. Đây của nó cũng là cái điều không bàn cãi trên dưới audio. Đó, mất tiền rồi thì sau đây thì dần dần sẽ khôn ra. Rất là nhiều những anh em mà đang chơi thì nhớ anh em thì bảo mình nâng cấp và ô bác đổi cho tôi cặp, bảo nó bác loa gì, loa tôi nó Đức, loa gì ạ, loa Đức, loa B3 X2Y. Mình cũng trả lời luôn rằng xin thưa với bác rằng Đức nhưng không phải sản xuất ở Đức đâu, sản xuất ở Đức mà đọc đến những cái đôi loa ví dụ như là ngay một cái đôi Nexor mà sản xuất tại Pháp thì bát 30 thì tới 6-7-80 triệu thì đọc tới thì nhấc đít chạy mất hút rồi, không bao giờ dám ngoái đầu lại rồi. Đó thì chấp nhận chơi ví dụ Nexor của tàu khựa thôi, nó gắn, nói tóm lại nó gắn cái mark của Nexor thôi. Đó, chứ đừng nói công nghệ công nghiệp gì, thằng xịn nó không chơi kiểu đẻo vậy, xịn là xịn, Tây nó sản xuất là Tây chứ không chơi kiểu đẻo vậy. Đây là tôi chia sẻ với anh em như vậy thôi, còn anh em có tiền thì muốn mua gì lựa chọn gì đấy là việc của anh em, còn việc của người bán như bọn mình thì trách nhiệm của mình sẽ là phân tích và giải thích rất kỹ. Dù là cơn mưa băng giá, dù đời chờ là nỗi